Ngày 28 tháng 8, thứ sáu tuần 21 thường niên. Kia chàng rể đến, hãy ra đón người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem theo dầu, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kia chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến, những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và đóng cửa lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Ngọn đèn luôn cháy sáng. Kia chàng rể đến, hãy ra đón người. Chuẩn bị gì để đi vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa? Tất cả những người đã ra đi trước chúng ta đều không mang theo được gì vào miền vĩnh cửu. Một thân xác bất động và sẽ tan nát thành bụi đất. Nhưng giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng sau khi chết, linh hồn bất tử của chúng ta sẽ trình diện với Thiên Chúa để được phán xét về cuộc sống trần gian đã đi qua. Chúa Giêsu nói về sự chết của mỗi người là sự trở về với Thiên Chúa, là việc vào dự tiệc cưới của con Thiên Chúa trong nước trời. Thật vui mừng cho chúng ta. Và như thế là sự chết của con người không phải là dấu chấm hết, nhưng là bước qua ngưỡng cửa của sự sống vĩnh cửu, là bước vào sự sống mới với Chúa Kitô, với Thiên Chúa. Thế nhưng để được vinh phúc ấy cần phải chuẩn bị gì? Chúa Giêsu cho biết: Người khôn ngoan là người biết chuẩn bị cho cuộc đời mình một ngọn đèn luôn cháy sáng. Ngọn đèn luôn luôn đầy đủ dầu để thắp sáng bất kỳ lúc nào. Vì giờ Chúa đến không ai hay biết trước. Thánh Gioan nói: Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu ấy là ánh sáng của sự sống vĩnh cửu, chiếu soi vào trần gian tăm tối của sự chết. Ai sống trong tình yêu là thực sống trong Chúa. Ai sống trong tình yêu là người đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa và thắp sáng đời mình để đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Quả thực, hai điều răn cốt lõi kính mến Chúa: yêu thương người là đèn sáng, là dầu thắp mà mỗi chúng ta phải luôn đầy đủ, mới có thể ra nghênh đón Chúa Kitô lại đến để cùng người bước vào dự tiệc cưới nước trời.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như Chúa đã yêu. Amen. Thẳm sâu trong cung lòng, nơi đáy tim im lìm bao ước mơ. Con trông mong từng giờ, không mong được gì cao vút giữa nhân gian. Chúa con không dám tự cao, mặc con nào dám tự hào. Chúa ơi, nhưng xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc khôn lường. Con xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc ngàn thu. Trong mắt sâu mẹ hiền bao ấm êm. Con trông mong từng giờ, không mong được gì, chỉ muốn sống ngày thơ. Chúa ơi, lòng con không dám tự cao, con nào dám tự hào. Chúa ơi, nhưng xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc khôn lường. Con xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc ngàn thu. Chan hòa trong cánh tay mẹ hiền bao sương vui. Con không mong được gì nhưng mong được ngài ôm lấy tấm thân con. Chúa ơi, lòng con không dám cao, mắt con nào dám tự hào. Chúa ơi, nhưng xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc khôn lường. Con xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc ngàn thu. Chúa yêu con hạnh phúc khôn lường. Con xin tự hào có Chúa.